Hè đến rồi anh em ơi, nếu anh em có nhu cầu mua Wi-Fi hay thử vận may kim cương chỉ với 9k, truy cập ngay shop kellygaming.vn. Uy tín, giá rẻ, chất lượng, đường link Kelly để dưới phần mô tả và phần comment nha mọi người. Hello mọi người, mình là Kelly đây. Đây là Lý Lợn anh em ạ. Hôm nay là ngày thứ hai mình ở Hà Tĩnh rồi. Đấy, hôm qua mình có đi ăn món mực nhảy rất kiểu ấy anh em ạ. Bây giờ là mình đang từ ở chỗ khách sạn Mường Thanh, bây giờ là ra ở ngoài kia, xong đi dọc đường kiểu, xong mình thấy món gì mình ăn anh em ạ. Đấy, xong đi ra chỗ anh của Ly nữa anh em ơi. Đấy, bây giờ là mình sẽ xuất phát nhá anh em nhé. Xong có món gì ngon ngon rồi mình sẽ dừng ăn nhá anh em nhé. Ly có biết Hà Tĩnh món gì ăn không ngon không? Kẹo cu đơ. Không, ăn cái gì, ăn thịt ý, anh thèm thịt đấy. Ồ, được đấy, thôi cứ đi đi. Năng cụt bao tiền một cân à? Đói quá, từ tối qua không ăn gì. Làm hay lon bó hộp mới được. Bây giờ là mình đang chờ phở anh em ạ. Đây rồi, phở rồi. Đói quá anh em ơi. Mình mời anh em ăn bún nha. Bún bò anh em ạ. Đây nha, anh em có thấy một cái gì ở góc bên trái không anh em ơi? Đấy, anh em thấy không? Anh em thấy không? Ok, đi là ăn đi. Sao đây? Chụp lén anh đúng không? Chụp ảnh không? Đấy, không chụp ảnh. Hả? Ok. Ngại à? Đây. Đâu, đâu, đây. Đâu, hai người ra đây nè. Wow. Rồi quá anh em ơi. Đâu. Đây nè. Thở hồn hển anh em. Chị ơi, em một bát bún bò nữa ạ. Em một bát nữa ạ. Bát thứ hai. Ăn đủ. Ok anh em ơi, trưa nắng à, tụi mình rủ nhau à, đi xe ra chỗ bãi biển anh em ạ. Ui rồi anh em thấy quả bãi biển này rộng vãi cả nồi ra anh em ơi. Rộng vãi nồi mà không có ai à, bọn mình kiểu dạng à, không được ra biển bao giờ ấy. Nên giữa trưa nắng ra biển đen xì hết cả người, lượn khắp biển anh em ạ. Lượn ở bãi cát luôn anh em ơi. Bây giờ là tụi mình sẽ đi kiếm chỗ nào để mà uống nước anh em ơi, nóng vãi, mình còn không mặc áo dài nữa chứ, về nhà xác định là da đen xì hết luôn rồi. Anh em ơi, mình đang ở bãi biển anh em ạ. Vừa nãy là đi qua bãi biển, ui nhìn đẹp, nhìn phê vãi kìa, bãi biển ở đằng sau kìa. Đấy, bây giờ mình sẽ dừng xuống đây uống nước dừa anh em ạ. Đây, xuống đây công chúa, công khỉ ơi. Bé nữa. Lớn rồi mà cứ bé bé. Đấy, thế mà cần bé. Đây anh em ơi, nước dừa, khác quá. Nước chè, nước chè. Nước chè đúng không?
mát quá. Thuận lại lấy cái gáo nước lại mát. Dội cho xe khác. Mát vai. Bây giờ là thay phiên dân chơi đi Khánh Đèo anh em ạ. Nhìn 1m52 thế này thôi đấy mà chiến phết đấy anh em ơi. Đi xe toàn đi gơi vách cả nồi ra anh em ạ. Chân thì còn không chạm được đất cơ. Đấy anh em ơi, nhìn quả dáng nhìn chất chơi thật. Ui, mà biển mênh mông nhìn đẹp cực kỳ luôn á. Mỗi tội là hơi nắng thôi anh em ạ. Tụi mình đi phượt giữa trưa luôn anh em ơi. Đấy, da đen gì hết này. Dần chơi đi Khánh anh em ơi, chất chưa. Tầm 4-5 giờ người ta đi tắm biển. Mình 3 giờ đi tắm biển. Hay da anh em ạ. Mình đi tắm biển thôi anh em ơi. Ui, quả biển này. Đi tắm biển. Con Lý Lợn làm gì đây? Thì chỗ này mấy lợn này, nó đang sống này. Cua đang sống á? Ừ. Ui. Có con cua đang sống này. Wow. Anh em nhìn này. Cái này à, được đấy bạn. Ui, con này đẹp thế. Bắt. Để đây. Cho ngồi lên xe, ngồi chơi nhá. Ok. Bây giờ là ra biển xem có cái gì để bắt không anh em ơi. Ra xem có cái gì để bắt. Sóng biển nó đánh to lắm anh em ạ. Lần đầu mình kiểu dạng đi bắt đồ ở biển. Đi lượn ra bao giờ chưa? Ra đầy. À đủ, đúng dân biển có khác. Đâu em dân núi. À đủ. Mình ở trên Điện Biên ngày xưa không có biển đâu nha. Mình ước một lần đi biển. 3 giờ, 3, 4, 5 giờ nha. Ừ, đúng rồi, bây giờ không có ai. Ở ngoài kia có các bác đang đi bắt cá, bắt cua kìa. Ui, anh em ơi, cái hố gì đây? Hố ốc móng tay. Hố ốc móng tay á, thật không? Hố của rắn hổ mang á. Vâng. Ui, có con ngao này. Anh em nhìn quả sóng biển này. Anh Hải quay em á. Con này cũng biết em sao đấy không? Thảo ơi, đã u. Trời. Mang về Điện Biên làm kỷ niệm. Ui, đây này. Đây này. Được đấy, mang về nuôi được đấy. Đây này, có con gì ở trong này? Đấy, thấy chưa? Cua nhờ bỏ. Đây, ông anh mang cái túi rồi. Rồi. Ok thôi. Ốc quận hồn. Ui. Đây nữa. Ui, cái gì? Đây này, đây này. Lỗ này này. Lỗ này có con ốc móng tay. Mình đi ra chỗ họ anh em ạ. Đây em ơi, có con ốc mượn hồn ở đây. Đâu đâu, anh xem nào đây. Đâu. Đây này anh em nhìn này. Đấy em đây. Đâu. Nó vừa nó thấy những cái rừng ngà rồi. Anh em nhìn này, nó đang bò này. Bắt mày luôn. Bò này. Đây em ơi, mình thấy một cái gì hình như ốc mượn hồn ở trong này ra. Xúc lên. À không phải. Cái này là con ngao này. Đây này này. Nhiều phết. Cái này ăn được đấy anh em ơi. Mình chắc ăn được. Ui. Ui anh em nhìn quả sóng này, sóng to quá. Đi cầm ơi. Đây nữa này. Quay cho anh nhé. Nhìn quả sóng này. Vai. Kiểu này về nhà mình là người dân châu Phi luôn nha bạn. Da đen xí hết luôn anh em ơi. Ok anh em ơi.
máy là chỗ kia không có cá nên mình quyết định ra bãi đá để mà bắt cá anh em ơi. Thấy anh em thấy quả này chiến chưa? Chiến rồi đúng không? Đấy anh em nhìn quả này cởi áo. Cởi áo ra biển luôn, con chất đen thì thôi anh em ạ. Về nhà dưỡng đại. Anh em ơi, xem thử xem nào. Xem có con gì không? Có con người. Có con gì để bắt không? Xuống bắt cá anh em ơi. Ôi anh em thấy chưa? Cá đi cả đàm kìa. Wow. Thế rồi, ta thấy mày rồi nhá, con cua này, nó chết rồi ta. Ui, cá nhiều thế. Đây rồi, con cua đây rồi, xác định rồi anh em ạ. Ui dồi ôi, à, tưởng xác định rồi chứ. Có con gì không đi ơi? Con người à? Có con gì? Một con ốc à? Xong chưa hang này rồi, nó chưa hang này rồi. Nằm ngay bên ngoài rồi, nó chưa vào trong đấy rồi. Ui dồi ôi, đi đâu mất rồi? Đấy chạy rồi à? Ừ. Cắm đâu anh à? Cắm anh à? Nó chưa vào đây này, em nghĩ nó chưa vào đây này. Ôi, bắt được quả này. To vai. Xem thử có con mực không? Bạn chị ơi bác. Đây con rươi, con tôm luôn. Con rươi, con mực à? Dạ. Đây con chạy vào con coi à. Con chị đấy. À rươi. Cá. Hello, vitamin go go. Chị em cầm quay phát. A few minutes later. Bến căng anh em ơi. Do mình nợ tiền đấy anh em ạ. Bị đại ca giang hồ trong xóm ra đòi tiền anh em ơi. Đùa thôi, thì mấy bạn này là fan mình á, ra xin chụp ảnh mình á anh em. Mình chụp từ chiều đến giờ, mình lên xuống 5-6 lần anh em ạ. Mình ăn cơm phát là mấy bạn kiểu hình như chụp ở trên Facebook hay sao ấy, biết xong rủ nhau ra, ui rồi ôi, xong trèo tường các kiểu, xong giấm vào đường rau các kiểu, đủ thứ luôn anh em ạ. Đấy, có thanh niên ra xong còn bị mẹ đưa về luôn anh em ạ, hàng xóm ra xem hết luôn. Ok anh em ơi, hôm qua xuống biển, hôm nay lên rừng anh em ạ. Đấy, thì đầu tóc của mình đi xe nhiều quá, xong nó bù xù các kiểu rồi anh em ạ. Mình đang ở trên rừng nhá anh em nhá. Đấy, mình cũng mới đi lợn này. Đây, thanh niên này vừa mới bò lên chân của mình anh em ạ. Đấy, láo vách cả nồi ra. Đấy, thôi tha cho mày ấy. Xem nào, xem có con gì không? Chắc anh ấy không có đâu. Ui dồi ôi. Sao đấy, có à? Ở đây. Xem, anh xem. Có. Mẹ xưa tao thấy con vắt tao đo rồi, tao đã ngất rồi. Vai nổi thanh niên hết vào tay người ta luôn ạ. Bây giờ là mình về thôi anh em ơi. Đấy, mình không dám đi xe về nhà đâu. Tại vì là mình kiểu đêm á, xong về đường xa ấy. Đấy, từ Hà Tĩnh về chỗ Hà Nội thì chắc tầm 8-9 tiếng em ạ. Đấy, khá là xa luôn nên mình đi xe khách về cho nhanh. À, con xe hồng này thì mình lên xe khách đi em ạ. Đấy anh em ạ, bây giờ là về nhà thôi. Các video của Kelly đến đây là kết thúc. Anh em thấy hay, anh em đừng quên like và chia sẻ. Có ý tưởng xin nhớ vật comment nha anh em nha. Bye bye anh em.